Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vận động Quốc hội Đức làm sống lại hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thành Thông tin trên được trang mạng Mạch Sống Media loan tải vào ngày 13 tháng 10, đề cập đến hành vi đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Việt Nam tại Đức. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, trong phần phát biểu bế mạc Hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo quốc tế tại Berlin, nghị sĩ Quốc hội Đức Franz cho biết, có thể sẽ triệu tập buổi điều trần về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của một số chính phủ trong đó có Việt Nam. Và đây là hình nghị sĩ Frank và nhà báo Lê Trung Khoa trao đổi thông tin cá nhân ngày 9 tháng 10. Tại bữa cơm chiều hôm trước đó, tôi giới thiệu nhà báo Lê Trung Khoa với ông Frank nhấn mạnh rằng nhà báo này đang bị đe dọa bởi nhà cầm quyền Việt Nam và được cảnh sát Đức bảo vệ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Tổ chức BBSOS chia sẻ. Ông Frank cho biết, đàn áp xuyên quốc gia là lĩnh vực chuyên trách của ông ở Quốc hội Đức. Trong phần trao đổi tiếp theo với nhà báo Lê Trung Khoa và tiến sĩ Thắng, ông Frank kể rành mạch vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Nó diễn ra cách đây chỉ mấy góc đường, tôi theo dõi sát vụ này. Bữa cơm chiều ngày 9 tháng 10, do tổ chức PBSOF đồng tổ chức nhằm tạo cơ hội cho số người trẻ tham gia hội nghị này tiếp xúc các quan chức chính phủ và thành phần lãnh đạo quan trọng thuộc xã hội dân sự đến từ nhiều quốc gia. Nghị sĩ Frank là đặc ủy về tự do tôn giáo hay niềm tin của chính phủ Đức và là đại diện quốc gia này trong Liên minh quốc tế cho tự do tôn giáo hay niềm tin gồm 38 quốc gia thành viên, chưa kể 5 quốc gia thân hữu và 3 quốc gia quan sát viên. Ông là người đại diện chính phủ Đức đứng ra tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng vừa rồi tại Berlin. Và đây là hình chiếc xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Cũng có mặt tại bữa cơm chiều là đại sứ Robert Rehack của Cộng hòa Séc và là đương kim chủ tịch của Liên minh quốc tế kể trên tiến sĩ Thắng đang làm việc với giám đốc văn phòng của ông Frank về triển vọng thực hiện buổi điều trần về đàn áp xuyên quốc gia tại Quốc hội Đức. Tôi đề nghị họ mời nhà báo Lê Trung Khoa làm nhân chứng điều trần vừa trong tư cách nạn nhân, vừa là nhà báo theo dõi và đăng tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, tiến sĩ Thắng cho biết. Cần nhắc lại, theo truyền thông Đức, ông Trịnh Xuân Thanh và người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đã bị nhóm mật vụ Việt Nam bắt cóc tại công viên Tiergarten, Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, báo chí Đức cho biết, chính phủ Việt Nam đã dùng con đường chính thức xin dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh với chính phủ Đức và từ tháng 9 năm 2016, một lệnh bắt giam đã được gửi tới Eurovon. Nhưng ông Thanh không bị truy nã ở Đức cũng như chính phủ Đức không đồng ý dẫn độ với lý do các cáo buộc vi phạm luật lệ Việt Nam là không cụ thể. Và đây là hình Nguyễn Hải Long tại tòa án Đức vẫn theo truyền thông Đức, vào tháng 7 năm 2017, một nhóm đặc nhiệm của mật vụ Việt Nam đã được đưa từ Việt Nam sang Berlin để dùng bạo lực bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Hiện những người này bị truy nã khắp châu Âu. Vào tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, định cư tại Cộng hòa Séc, đã bị khởi tố với cáo buộc tham gia vụ bắt cóc này và hoạt động gián điệp. Sau đó, ông Long đã khai nhận toàn bộ quá trình bắt cóc và bị xử 3 năm 10 tháng tù giam. Người thứ hai tham gia vụ bắt cóc bị xét xử là ông Lê Anh Tú, cũng cư trú tại Cộng hòa Séc. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, tòa án Berlin đã xử phạt ông Tú 5 năm tù. Người trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc theo truyền thông Đức là Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam. Ngoài ra, viện công tố Slovakia cũng tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực trên kênh. Vụ này liên quan đến việc phái đoàn Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu, thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia, sau đó đã mượn chuyên cơ của chính phủ nước này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vận động Quốc hội Đức làm sống lại hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuyến thăm Trung Quốc của tướng Lương Cường mang nhiều mục đích. Ngày 12 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, ông Lương Cường và ông Tập Cận Bình bàn gì ở Bắc Kinh? Theo BBC, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Lương Cường đã hỏi kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và họ đàm với Ban Bí thư Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh. Và đây là hình bài trên BBC. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường cùng đoàn Việt Nam kéo dài từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. BBC lưu ý một điều khác với các chuyến thăm cấp cao gần đây là báo chí Việt Nam không đưa tin rộng rãi trước và trong chuyến thăm này. Hai ngày sau khi ông Lương Cường và đoàn Việt Nam tới Trung Quốc, đêm ngày 11 tháng 10, một số báo Việt Nam mới bắt đầu đưa tin về các cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và với ông Thái Kỳ. BBC cho biết, theo truyền thông Việt Nam, tại buổi gặp ông Tập, ông Lương Cường đã nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm quán triệt và thực hiện nhận thức chung của đảng Cộng sản hai nước thúc đẩy xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai theo phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt và phương hướng 6 hơn. Ông Tập cũng nói, Trung Quốc xác định việc phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. BBC dẫn lời ông Lương Cường về vấn đề Biển Đông. Theo đó, ông đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, hữu nghị, tập trung, giữ ổn định tình hình trên biển tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Và đây là hình ông Lương Cường hỏi kiến ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, BBC trích tin từ cổng thông tin điện tử của chính quyền thủ đô Bắc Kinh dẫn lại ông Tập nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và Việt Nam phải duy trì đường hướng chính trị chung và kiên quyết nắm bắt quan hệ Trung Việt từ góc độ chiến lược để đảm bảo quan hệ song phương tiếp tục phát triển đúng hướng. BBC trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết, tại cuộc gặp với ông Tập, ông Lương Cường nói rằng, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội, đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, có giá trị to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Vẫn theo BBC, chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường diễn ra trong một bối cảnh khá đặc biệt với nhiều diễn biến chính trị và xã hội nổi bật ở cả hai nước. BBC nhắc lại vụ hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị lực lượng chức năng Trung Quốc tấn công, hành hung và cướp tài sản trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Vụ việc này khiến Bộ ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng. Tuyên bố của Việt Nam được đánh giá là mạnh mẽ và thẳng thắn hơn những lần trước, nhất là đã nêu đích danh Trung Quốc. BBC tiếp tục cho biết, một sự kiện đáng chú ý nữa là Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường ngày 24 tháng 6 tại Trung Quốc. Trong chuyến thăm của ông Lý Cường, hai nước dự kiến sẽ ký các thỏa thuận mới, bao gồm các dự án đường sắt kết nối Việt Nam Trung Quốc và các hợp tác về thương mại nông nghiệp. BBC nhận định chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường cho thấy dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre một mặt việt nam thắt chặt quan hệ với trung quốc qua các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động hợp tác đặc biệt là về chính trị mặt khác hà nội không quên tăng cường quan hệ với các cường quốc đối thủ của bắc kinh như mỹ pháp bbc cho biết thêm mới nhất ông tô lâm đã thăm chính thức cộng hòa pháp và nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện mỹ và việt nam cũng đang tăng cường mở rộng hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chuyến thăm Trung Quốc của tướng Lương Cường mang nhiều mục đích Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.